Hôm vừa rồi tôi có ngồi nói chuyện với một số anh em môi giới bất động sản. Một số anh em mới vào nghề rất là năng lượng, rất là tích cực và có tinh thần khát khao thành công. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít anh chị em đang rất tiêu cực, rất là chán nản. Và họ khi chúng đặt vấn đề là làm sao để có thể bán được 2, 3 bất động sản một tháng thì không ít những anh em không tin rằng họ có thể làm được. Thì tôi muốn chia sẻ với anh em như thế này. Để mà có thể thành công, để mà có thể có thu nhập vượt trội trong nghề môi giới bất động sản thì chúng ta cần phải thay đổi tầm nhìn, thay đổi cái suy nghĩ của mình. Chính những cái nỗi sợ, những cái nỗi lo lắng nó khiến cho thất bại đến với mình nhiều hơn, nó khiến cho cái thành công nó quay lưng lại với mình. Trong cuộc sống khi chúng ta làm bất cứ điều gì thì tôi đồng ý là có hai yếu tố tác động lên cái hành động của mình. Một là cái khát vọng về việc thành công, hai là nỗi lo sợ thất bại. Và thông thường nhiều anh em môi giới để cái nỗi lo sợ thất bại nó lấn át đi lý trí của mình, nó làm cho mình mất đi khát vọng, làm cho mình mất đi sự tự tin, làm cho mình không dám sống cái cuộc đời, không dám phấn đấu, chiến đấu cho cái cuộc sống mà mình mong ước. Chính nỗi sợ đó nó giữ cho mình an toàn, nhưng cũng chính nỗi sợ đó khiến cho mình không cất cánh, không bay cao được. Khi mà tôi nói chuyện với những anh em môi giới, tôi nghe những cái câu kiểu như là chủ nhà không bao giờ nó làm được, chủ nhà nó xuống giá, hoặc là đố về làm khách lên giá được, chủ khách không lên giá được, hoặc là bây giờ mà bỏ tiền ra thì mẹ tốn kém lắm, chết, không thu được tiền được, quả bỏ một đống tiền ra mà không có khách thì chết, rủi ro lắm. Hoặc là khi tôi nói rằng thuê người tìm nguồn, thuê người quảng cáo, và thuê bây giờ nhỡ nhỡ mà không có khách thì làm thế nào, nhỡ mà lấy bỏ tiền lấy nguồn hàng về mà không bán được thì làm thế nào. Chính những nỗi sợ đó nó làm cho chúng ta không thể cất cánh được. Chính những nỗi sợ đó, những cái câu hỏi tiêu cực đó, tất nhiên chúng ta có lý do để chúng ta đặt ra những cái câu hỏi như vậy. Tuy nhiên thì những anh em môi giới thành công thì thay vì để những cái nỗi sợ đó đè bẹp giấc mơ, đè bẹp khát vọng của mình, họ tìm giải pháp, họ sẵn sàng thử trải nghiệm, sẵn sàng trả giá, họ khéo léo, họ nghiêm túc trong việc tìm giải pháp để mà loại trừ những cái nỗi lo như vậy. Nhưng nhiều anh em còn lại thì để nỗi sợ đó nó giống như một cái hòn đá, nó buộc chân mình lại và mình không dám tung cánh, mình không dám thực hiện cái ước mơ, cái khát vọng của mình. Và chính cái nỗi lo đó, chính cái mong muốn luôn luôn an toàn đó làm cho những anh em môi giới đó họ không bao giờ cất cánh được. Công việc của họ quanh năm suốt tháng vẫn lẹt đẹt, vẫn dậm chân tại chỗ, và thường những anh em môi giới đó phải ở trong tình trạng là nay được gọi là bán được cái một bất động sản nó giống như là cầu may ấy. Thì tôi chỉ hy vọng rằng là chúng ta hãy thay đổi nhận thức của mình, hãy đặt mục tiêu cho mình, hãy để mục tiêu đó nó làm động lực để mỗi một sáng mình thức dậy nó sẽ là đôi cánh, là nguồn năng lượng tiếp cho mình khát vọng, tiếp cho mình sức mạnh để mình sẵn sàng làm những cái mới, thử những cách mới để mà chúng ta có một cuộc sống tốt hơn, chúng ta muốn có một sự nghiệp thành công hơn và chúng ta có được cuộc đời như mình mong muốn. Hãy để những khó khăn là người thầy để mình mạnh mẽ hơn, mình giỏi giang hơn. Đừng để những khó khăn nó là cái hòn đá buộc chân mình lại, buộc giấc mơ của mình lại. Thì chúc cho anh chị em, những anh em đang làm môi giới, khi chúng ta ngồi nói chuyện, chúng ta nhìn thấy một ai đó đạt được thành công trong nghề của mình, hãy lấy đó là động lực, hãy lấy đó là niềm tin để mình cũng nỗ lực, để mình thay đổi cách làm, để mình tìm giải pháp để có thể đạt được thành công như họ. Chúc cho anh chị em có được đủ nhận thức, đủ kỹ năng, đủ kiến thức để kiểm soát những rủi ro và tìm được cách để xử lý những cái lo lắng ở trong đầu, để chúng ta mạnh mẽ, có một cách làm mới, có một cái kỹ năng mới, có một chiến lược mới, từ đó tăng thu nhập cho mình, giúp cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Và tôi có một cái khóa học chia sẻ chiến lược làm môi giới bất động sản, làm sao để có thể có được 2-3 giao dịch mỗi tháng. Khóa học qua video hoàn toàn miễn phí. Anh chị em có thể truy cập đường link trang web mang tên là Môi giới Tài năng. Ở đây, anh em đăng ký học môi giới bất động sản. Khóa học này chia sẻ miễn phí cho anh em chiến lược làm sao để xây dựng một cái mô hình môi giới bất động sản để có 2-3 thu nhập, 2-3 giao dịch mỗi tháng. Cảm ơn anh chị em đã xem, và anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.